Nha, nếu các bạn có muốn trở thành một tỷ phú Billy trong Lovefood giống như mình thì ở video hôm nay mình sẽ có một số mẹo để đi farm Billy siêu nhanh dành cho các bạn. Hãy cùng nhau thử xem đó chính là cách có thể kiếm được nhiều Billy nhất trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Ok, thử cách đầu tiên là cần phải đi đến chỗ của con boss Vice Admiral. Bước tiếp theo nó sẽ nhận nhiệm vụ để quýnh con boss này ha. Yes sir. Hello. Thì con boss này các bạn có thể farm thử nó trong vòng 3 phút để xem có thể kiếm được bao nhiêu tiền ha. Và có một mẹo để farm boss này khá đơn giản, đó chính là các bạn hay dụ nó chạy ra chỗ này đó, thấy không? Có cái góc như thế này và các bạn sẽ quýnh nó mà nó không quýnh các bạn luôn. À đây rồi. Ui, drop được cái áo choàng nó luôn nè. Đây chính là một trong những cái áo choàng có gọi là hiệu ứng đặc biệt trong game nha. Đó, nó sẽ đổi màu theo cái phe của các bạn đang ở. Và sau khi tiêu diệt xong con boss, đương nhiên bây giờ các bạn chỉ cần việc server hop thôi. Quá là dễ dàng bro, hai đấm thôi là có 30.000 Billy. Và đương nhiên là do mình có ít 2 Billy nha. Còn bình thường thì các bạn chỉ được 15k thôi. Nhưng mà đấm có hai phát mà được 15k Billy thì nghe cũng có vẻ hợp lý ấy, đúng không? Thì sau 3 phút farm bằng cách này các bạn sẽ nhận được 521k Billy. Đương nhiên mình tính theo cái việc mà các bạn không sử dụng x2 Billy nha. Nếu như sử dụng x2 thì các bạn sẽ được tới 1 triệu Billy trong vòng 30 phút lận. Ở C1 mà farm được vậy là quá ngon rồi, đúng không? Đúng không bố già gâu trắng, đúng không? Ấy da ấy da ấy da. Ui da các bạn ơi, sao gâu trắng ở C1 mà mạnh dữ vậy? Được rồi, đừng ép tao nha. Tao sử dụng hết sức mạnh của tao đó. Yes sir, cuối cùng cũng được các bạn ơi. 2 level, à nhầm 3 level chứ. Cũng ngon ấy, nhưng mà mình không cần lắm nha. Đúng là tốn thời gian mà. Và ngoài ra trên đảo khỉ ở C1 chúng ta có thể làm một cái nhiệm vụ, đó chính là đi nhặt gương ha. Đây, ở trong căn nhà này và phía dưới tầng hầm nó sẽ có một cái gương kim cương với giá 2.000 Billy một lần lượm. Nếu nói về gương thì chúng ta chỉ cần server hop là được. Để xem coi trong vòng 30 phút chúng ta có thể lượm được bao nhiêu Billy từ cái gương kim cương này. Ôi, và sau lúc đi farm thì mình đã gặp thanh niên Luffy X-God này đang rủ nhau PvP các bạn. Úi gì vậy? Vậy được thôi. Mày không cố ý đâu các bạn ơi, nhưng mà thanh niên này muốn mình PvP mà Don. Ủa, mình tưởng bạn này muốn PvP chứ. No bro. Thôi xin lỗi không có tác dụng các bạn ơi, để mình random chết quỷ cho bạn này nha. Đó các bạn thấy không, chỉ có cách tặng chết quỷ á nó mới làm xoa dịu những bạn này thôi. Đừng ném xuống biển mà. Ui, hay vậy, bạn này lượm được chết quỷ các bạn ơi. Một khoảnh khắc quá cảm động các bạn ơi. Oh my god. Ok, thật sự để mà nói thì mình cảm thấy cái cách này có thể farm được khá ít Billy trong vòng 30 phút ha. Tại vì nhặt cái gương này á, trong 30 phút các bạn chỉ được 109k Billy thôi. Còn không thì các bạn chỉ cần TP lên cái đảo bất ghi này và lượm 4 cái gương như hồi xưa mình chỉ á, là các bạn có thể farm được gấp 4 lần Billy so với cách farm trên đảo khỉ rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lên C2 thôi nào, let's go. Ây da, cuối cùng cũng spawn. Ơi, wait, what? Hình như có gì đó sai đây phải. Ủa, phải Roblox mình bị lắc không ta? Hãy nói với mình là mình đã nhìn nhầm đi. Mình nghe nói Lockwood chuẩn bị game update mới. Đừng có nói là cái này nha. Nè bro, mình mong không phải là như vậy. Ok, và địa điểm tiếp theo chúng ta sẽ đi khám phá đó chính là con tàu ma. Mình mong là sẽ không có chuyện gì đáng sợ xảy ra đây nữa nha. Mình đã sở hữu 100.000 game chỉ sau một ngày. Vậy đây là cách mình làm nó trong Anime Defender. Wait what, mình mới nghe thấy gì vậy? Mình đã sở hữu 100.000 game chỉ sau một ngày. Ôi các bạn ơi, Lockwood đáng sợ quá. Thì nếu như các bạn không biết, trên chiếc thuyền này nó có một nơi tụ họp khá là nhiều gương và lượm cũng rất là nhanh nữa. Đó chính là căn phòng bán cây Midnight Blade. Đầu tiên các bạn sẽ nhặt cái gương bạc ở đây và đi vô từng phòng để kiểm tra nha. Đó, các bạn thấy không? Một cái bí mật ở trên con thuyền này đó chính là mỗi phòng đều sẽ có một cái gương ha. Tất cả phòng sẽ đều có cái gương vàng nên là farm rất là easy luôn man. Nó vừa gần cái chỗ mà các bạn đi vô mà lại còn khá là nhiều gương nữa chứ. Nên nếu như các bạn nào cần farm tiền ở C2, mình nghĩ chỗ này có thể farm khá là nhanh á. Và đương nhiên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau server hop để đi nhặt gương thôi nào, let's go. Ok, thì sau hồi đi nhặt gương và sử dụng phép tính Finger Mask thì mình đã tính ra được trong 30 phút chúng ta có thể lượm được tầm khoảng 395k Billy bằng cái cách farm này. Và nó sẽ có thêm một ít bounty nữa nha. Ủa? Ok, và đến với một cách nguyên thủy nhất trong Lockwood, đó chính là cách đi câu cá. Yes sir, nghe không nhầm đâu. Mình thật sự sẽ đi câu cá Lockwood đó nha. Đánh cá theo nghĩa đen luôn đó nha. Mình sẽ lấy trái mắt ma ra, một trong những trái đánh cá dữ nhất trong Lockwood hiện tại. Các bạn ơi, cứu mình với. Sao nó không ra con xe buýt mà nó ra mấy con cá quỷ này vậy? Ây da. Cái này là cái gì vậy bạn? Sao tự nhiên đảo bí ẩn, what the fuck? Mình đi tìm Seabed mà sao nó ra đảo bí ẩn luôn vậy? Trời ơi, một cách farm Billy mới nha. Nếu như các bạn không biết thì trên đảo bí ẩn này nó sẽ có siêu nhiều của Billy luôn. 10.000 Billy nữa, let's go. Và trên đây sẽ có thêm 20k Billy và thêm một cái gương Billy nữa. Nói chung mình trên hòn đảo này phải gọi là siêu nhiều gương Billy luôn nha, tầm khoảng 200-300k Billy á. Thôi hơi đáng tiếc là mình không tìm được ông bán chất quỷ ha, nhưng mà thôi tạm biệt đi. Quay lại với vấn đề chính thì cái việc mà đi farm siêu ít á, một con nó có thể giúp các bạn đạt được 800-900k Billy nếu như mà có x2 nha. Thì nãy giờ mình áp ca khá lâu rồi nhưng mà vẫn chưa ra siêu ít nữa, thôi mình quyết định bỏ cuộc nha. Thì mình đã cố gắng đi tầm khoảng 4.000m nhưng mà không có siêu ít nào ra hết nên thôi chắc là
Dạ, mình sẽ về bờ nha. Nói chung cái việc đi sang xe buýt này còn phụ thuộc khá nhiều vào nhân phẩm các bạn nữa, nên là mình cũng không chắc cái doanh thu cụ thể là bao nhiêu nha. Nhưng mà đến với Shiba thì chúng ta sẽ có một nơi khá là VIP, đó chính là Haunted Castle. Đầu tiên các bạn cần cho mình đó chính là một trái like nha các bạn. Bởi vì cái khoảng cách để đi đến chỗ Farm Belly cũng khá là xa. Đó, nó trên đỉnh của cái này nè. Thì đối với trái like sẽ giúp các bạn bay lên đây khá là nhanh. Còn nếu như không có thì mình nghĩ là nên farm cách khác ha. Đó. Trên đây sẽ có ba cái gương bí mật với giá là 30k Belly. Ok, sau khi nhặt xong đương nhiên là chúng ta sẽ cùng nhau save và hop. Thì theo cách thông thường mình nghĩ khi mà bạn bay lên đây chắc chắn sẽ thấy được ba cái gương. Còn nếu như mà không có thì chắc hẳn là đã có ai lượm trước các bạn rồi, chứ không thể nào biết mất được. Và bây giờ thì hãy để xem 30 phút chúng ta có thể farm được bao nhiêu Belly với cách farm này nha. Wait, what? Chỗ này có người lượm gương trước các bạn ơi. Nè, thì nói chung trong 30 phút các bạn có thể farm được 1.3 triệu Belly. Một con số quá điên rồ đúng không? Tuy nhiên nó cũng khá là khó bởi vì các bạn cần phải có chain line để có thể lên được đây. Còn nếu không để lên được đây thì các bạn sẽ cần tốn khá là nhiều thời gian ha. Tuy nhiên thì mình nghĩ cái điều này cũng khá xứng đáng bởi vì mình thấy đây chính là cách farm ngon nhất từ lúc đầu video tới giờ. Nhưng mà nếu như các bạn vẫn không muốn sử dụng cách này thì đừng lo, mình còn có một cách khác nữa. Đầu tiên thì các bạn hãy lên đảo Hyra và chạy lại chỗ NPC này để nhận nhiệm vụ nha. Và chọn cái số 3 cho mình, đó chính là Boa Hancock. Rồi, và đương nhiên let's go, quất thôi nào. Mình khuyên là các bạn nên sử dụng trái hùng mình cho dễ quýnh đó nha, chứ không ấy thì cũng khá là lâu đó. Với trái hùng mình thì tầm khoảng 30... Ê, sang multi hả? Ê. Đừng sang multi tôi nha. Thanh niên này friendly các bạn. Ê, gì đó. Để tao, được rồi. Ôi, thằng này nó muốn quýnh mình thiệt hả ta? Ê, giỡn hả cô? Mày dám đùa với hùng mình hả cô? Hit the clap, yes sir. Wait, what? Nè, chuyện này không công bằng các bạn ơi. Gõ gàng mình có hack đâu. Ok, nói chung cách này mình thấy cũng khá là easy đúng không? Tại vì con boss này gần như là nó không thể nào gây đam được cho mình luôn. Các bạn xem kìa. Yes sir, và 60k Belly quá easy. Và sau 30 phút farm bằng cái cách này thì các bạn sẽ được 1.4 triệu Belly, có nghĩa là hơn 1 triệu Belly nha. Nhưng mà yêu cầu của cái này đó chính là các bạn phải cần có X2 để có thể đạt được 1.4 triệu Belly, còn không ấy thì chỉ được phân nửa thôi, đó chính là 700k. Nên là các bạn có thể lựa chọn giữa hai cách ha. Nếu mà các bạn có trên like thì farm bằng cách kia, còn có X2 thì farm bằng cách này cũng khá là ok. Và bây giờ sẽ đến với cách tiếp theo, let's go. Thì ở cách này chúng ta sẽ đi đến một nơi khá là bí mật, đó chính là FBI Open the door. Ủa, kỳ vậy? Hình như là chiêu này mới được các bạn ơi. Đây rồi. Thì trong căn phòng bí mật này chúng ta sẽ lượm được 3 cái gương. Và nếu như các bạn farm bằng cách này trong vòng 30 phút các bạn sẽ đạt được 440k Belly. Một con số cũng khá là ok đúng không? Tại vì đây là C2 mà. Và nếu như các bạn muốn thêm một cách khác nữa thì chỉ cần lên cái chỗ Doflamingo và chạy vô đây. Ủa, cái gương đâu rồi? Bình thường nó sẽ có một cái gương ở đây nha các bạn. Ngay chỗ cái ghế này nè, nhưng mà hình như bị lụm mất rồi. Và tiếp theo thì các bạn sẽ bay lại cây siêu to khủng lồ ở đằng này. Nhặt ngay cho mình một cái gương 11k Belly. Ở đâu? Có 7k. Rồi, địa điểm tiếp theo đó chính là trên đấu trường La Mã. Bên này cũng sẽ có một cái gương nữa. Và đương nhiên sẽ 7k Belly tiếp theo. Thì nếu như các bạn nhặt ba cái gương này trong vòng 30 phút thì chúng ta có thể farm được 446k Belly. Thì mình đã tổng hợp lại hết tất cả những cách farm Belly siêu ngon ở C1, C2, C3 cho các bạn rồi. Các bạn chỉ cần việc lựa chọn cái nào phù hợp với mình và farm thôi. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn nha. Nhớ cho một like và đăng ký nếu thấy video này hữu ích.